Sophie Tuấn em lại xin gửi lời chào đến toàn thể anh em đam mê BCP. Chào mừng tất cả anh em đã đến với bên Sophie Tuấn chuyên cung cấp súng hơi khí nén bắn chim dành cho tất cả những anh em đam mê bộ môn thể thao săn bắn nha anh em nhé. Thì như anh em nhìn trên màn ảnh nhỏ đây, hôm nay mẹ lên cho tất cả anh em một cái mẫu FX anh em nhé, FX Benjamin Mili đấy, ngắn gọn anh em nhé. Đấy, anh em nào mà yêu thích cái dòng FX mà Mili mà ngắn gọn thì đây là một sự lựa chọn là tuyệt vời cho anh em nhé. Thì cái cây này em đang bán giá dao động là hơn 6 triệu đồng anh em nhé. Đấy, mà báo giá công khai cho tất cả anh em luôn để anh em cân đối cái tài chính của mình khi lựa chọn anh em nhé. Thì cây này em đang bán giá là 6 triệu 600 nghìn đồng anh em nhé. 6 triệu 600 nghìn đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận tay anh em rồi anh em nhé. Đấy, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận tay anh em rồi anh em nhé. Thì anh em xem video yêu quý shop thì đừng quên là đăng ký kênh anh em nhé. Đừng quên là đăng ký kênh ở góc màn hình anh em nhé. Đừng quên đăng ký kênh ở góc màn hình để ủng hộ bên shop em. Thì nhớ là thả cho em xin một nút like và những cái comment hay để em lấy cái động lực để làm những video tốt hơn anh em nhé. Thì bên em thì có 3 số điện thoại đây. Anh em có thể liên hệ trực tiếp một trong 3 số điện thoại này để đặt hàng anh em nhé. Đấy, liên hệ trực tiếp một trong 3 số để đặt hàng. Để được gặp em và nhân viên bên em tư vấn cụ thể về sản phẩm cũng như là để báo cho anh em biết cái giá tiền của từng cây củi để anh em cân đối cái tài chính khi lựa chọn. Anh em mà ngại gọi điện thoại, anh em có thể kết bạn Zalo với em bằng 2 số điện thoại này để được nhận hình ảnh chi tiết anh em nhé. Đấy, anh em cứ kết bạn Zalo hoặc là xem được video nào của bên em, anh em chụp lại ảnh màn hình gửi qua Zalo cho em bằng 2 số điện thoại này thì em sẽ báo giá cho anh em nhé. Đó, tất cả những sản phẩm bên em thì đều đánh mã tiêu đề. Anh em xem video để ý mã là tiêu đề nhé, thích cái nào chụp lại màn hình nhé. Thì bên em thì có 2 phương thức giao dịch, là một là ship COD, 2 là gửi xe cho tất cả anh em. Ship COD một cây như này em chia ra làm 2 gói hàng để gửi đi cho anh em nhé. Anh em nhận gói hàng nào thanh toán gói hàng đó. Quyền lợi của anh em là được bóc ra kiểm tra hàng, đúng hàng đúng sản phẩm anh em thanh toán, không đúng hàng đúng sản phẩm anh em không phải nhận, anh em không phải mất 1.000 tiền cước nào. Đấy, đấy là tránh để tránh cho anh em là bị lừa đảo này, tránh cho anh em bị mất tiền oan. Đó là cái quyền lợi lớn nhất của anh em khi nhận COD. Thì là phương thức thứ hai là phương thức gửi xe, gửi xe em gửi cả cây cho anh em như này nhá. Đấy, căn chỉnh dê rô ở khoảng cách 50m, đấy trụm rồi gửi đi cho anh em. Đấy, anh em về là chỉ việc chơi thôi anh em nhá, gửi một lần anh em nhận hàng thanh toán nhà xe. Đấy, nhà xe không được kiểm hàng anh em nhá, nhà xe người ta giao hàng người ta nhận tiền người ta đi luôn, người ta phải còn phải đi chở khách, người ta là còn phải giả khách để kịp giờ người ta vào bến, nên xe không bao giờ là được kiểm hàng. Anh em mà chưa đủ niềm tin thì có thể tìm hiểu thêm, bao giờ thật sự tin tưởng shop thì anh em hãng đặt hàng. Về cái phương thức gửi xe nha anh em nhé. Đó, thì anh em cứ mua một khẩu như này bên em hoặc là đặt hàng một khẩu như này thì là cứ cọc cho em 100.000 hoặc 200.000 cái tiền trách nhiệm anh em nhé. Đấy, cọc cái tiền trách nhiệm thì để anh em có trách nhiệm với hàng hóa đã đặt của bên shop em, và thứ hai là để anh em có anh em mình có sự niềm tin, có cái độ tin tưởng với nhau để anh em mua bán cho nó sởi lở nha anh em nhé. Thì cái cấu hình này em đang sử dụng cho nó là một cái laser anh em nhé. Đầu tiên là sử dụng nó là cái laser đầu đạn anh em nhé, màu xanh bắn được cả ban ngày lẫn ban đêm. Thứ hai nó sẽ là kính dê đốt anh em nhé, kính dê đốt bắn nhanh anh em nhé, có đèn hồng tâm bắn ban đêm ban ngày đều được nha anh em nhé. Đó, đây kính dê đốt bắn nhanh. Thì bộ quy này là bộ quy Thái anh em nhé, bộ quy Thái mới nhất 2021 GLI Gun anh em nhé. Quy là quy đầu báo có chốt an toàn, báng là báng gấp rút anh em nhé, anh em có thể gấp lại này. Đấy, rất chi là tiện lợi khi anh em bỏ vào ba lô hoặc là cốp xe cũng rất chi là tiện lợi nhá. Báo nó báo anh em gấp rút, anh em có thể rút ra được, anh em bấm vào cái lưỡi bên dưới này cho em nhá. Đấy, thì anh em rút ra. Đấy, nó dài ra anh em nhá. Và anh em không thích anh em bấm vào nó lại vào ngắn lại. Ok chưa anh em? Alo. Đó. Thì tay cầm là tay cầm nhựa này. Đấy. Thì cái bộ hơi của nó em đang sử dụng cho nó là bình titan anh em nhá. Vâng. Bình titan. Anh em nhá, bình là bình titan. Đấy, van là van van lệch D35 hộ Superwell hộp vàng anh em nhé. Đó, ok chưa? Đấy, giảm âm đầu lâu liền khối em nhé, bọc cảnh ôm trọn cảnh luôn, rất chi là đẹp luôn anh em. Em đang sử dụng cho nó là lòng 10 inch anh em nhé, cái lòng là lòng khương tuyến 10 inch, chơi kẹo chì 5.5, lòng 12 khương tuyến nhé. Đấy, cây này em bao cho anh em là 45-50m là đục lỗ là nắp C2 anh em nhé, 45-50m là nắp C2, ok chưa? Anh em nào mà chưa kinh nghiệm lâu rồi thì có thể bêm được xa hơn. Cây này cứ anh em cứ bắn ở tầm khoảng 70m quay đầu về anh em nhé, vì chỉ sử dụng có cái cành là 10 inch thôi anh em nhé. Đấy, 6-70m là quay đầu về, độ chuẩn xác là cái khoảng cách là 40-45m là độ chuẩn xác cao nhất anh em nhé. Ok chưa? Thì là cây này em đang bán ra là 6.600.000 đồng chưa bao gồm chân trống nhé, 6.600.000 đồng chưa bao gồm chân trống anh em nhé. Đấy, và kèm theo quà tặng cho anh em là sẽ là tặng một hộp đạn và một băng đạn cho anh em nhé.
Đấy, một hộp đạn gần 300 viên và một băng đạn gài 11 viên. Đấy, để anh em đi chơi, anh em đi bem, gài rất chi là tiện lợi nha anh em nhé. Đó, rất chi là đẹp đúng không anh em? Đấy, quà rất chi là ok. Thì anh em mà có nhu cầu đặt hàng về sản phẩm nào của bên em thì anh em chỉ cần đăng ký kênh của bên Shop Huy Tuấn để nhận những cái thông báo mới nhất về những cái sản phẩm em thường xuyên đăng tải, để anh em có thể lựa chọn cho mình một cây củi nó phù hợp với mình nha anh em nhé. Thì những cái gì truyền tải đến anh tất cả anh em cũng đã truyền tải đầy đủ hết rồi. Thì cũng kính mong tất cả anh em đã thường xuyên ghé qua để ủng hộ bên Shop Huy Tuấn nhiều hơn, để em có cái động lực phát triển lớn mạnh, và thứ hai là cũng là để có cái động lực làm nhiều video tốt hơn, ra những cái sản phẩm chất lượng hơn để phục vụ cho tất cả anh em đam mê chơi nhé. Em xin kết thúc video ở đây, chúc anh em thật nhiều sức khỏe nhé. Xem video đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Chào toàn thể anh em.